bán thịt trên Facebook mùa dịch. Tại sao trước đây rất ít nhìn thấy những quảng cáo mà bán thịt, như dạo này các bạn sẽ thấy là các cái chạy quảng cáo bán thịt như thế này này là rất là đắt hàng. Từ Kitchen Daily, Meat Thịt Mart, Meat Daily, Hà Nội Butcher, Home Food này. Những cả những cái sản phẩm trước đây rất là khó bán hoặc là không nghĩ là có thể bán được thì bây giờ lại bán rất chạy. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầu của khách hàng đó là dịch chuyển từ mua siêu thị hoặc mua hàng online. Qua một thời gian khoảng 4 tháng giãn cách xã hội, ngoài ra thì cái sản phẩm trên mạng cũng ưu điểm đó là mình có thể sử dụng những hình ảnh rất là đẹp mắt, ấn tượng, và các sản phẩm này được đóng gói có giá rõ ràng, chi tiết, hỗ trợ tương tác tốt, và đặc biệt là chia thành những khẩu phần ăn hoặc đã được sơ chế trước. Những cái bà nội trợ bây giờ cũng tương đối lười, nhiều khi là muốn là sử dụng sản phẩm đã được sơ chế trước, thịt sạch, thay vì việc là ra chợ phải mất công chọn rồi thì phải biết hàng nào ngon sạch mang về phải sơ chế mất công. Đôi khi là sử dụng những cái thực đơn menu có sẵn thì dựa trên công thức đó mình có thể làm món ăn rất là ngon, tươi ngon. Thời điểm này chạy quảng cáo món các cái thực phẩm và quan đến sản phẩm về rau củ quả thịt rất là dễ. Thế bạn nào mà muốn chạy quảng cáo sản phẩm này thì liên hệ mình.